Chào mừng các bạn đến với kênh Bốn Mùa Ẩm Thực nha. Hiện giờ mình đang có mặt ở trên đường số 37, ở đây thuộc phường Tân Quy, quận 7 ở Sài Gòn đó các bạn. Thì bánh mì chảo các bạn ở Sài Gòn thì mình đã biết bánh mì chảo ở đây, ở trên đường số 37 phường Tân Quy, quận 7 này các bạn. Bánh mì chảo này trước ở chung cư Tân Hưng các bạn, bán cũng khá đắt hàng, nhưng mà mới chuyển địa điểm về đây thôi, đường số 37 đó các bạn. Cho nên mình tới đây, mình sẽ vào đây ăn bánh mì chảo và quay một số hình ảnh ở đây cho các bạn cùng xem, rồi gọi món gì đó ăn để review cho các bạn cùng xem. Mình mời các bạn cùng vào quán bánh mì chảo ở đường số 37, phường Tân Quy, quận 7 ở Sài Gòn nha các bạn. Mời các bạn nha. Đây, tiệm bánh mì chảo. Bánh mì chảo, bánh mì xíu mại, bánh mì trứng, mì xào, nuôi xào, bánh mì chả lụa, mì bò đầy đủ luôn nha các bạn. Có thể đậu xe phía trước ha, phía trước quán rồi vào. Có cả số điện thoại luôn nha các bạn. Ở phía trước có chiếc xe để bán đó, rồi có đầy đủ những cái món ăn cũng có ghi sẵn trong đây luôn ha. Rồi mời các bạn cùng vào nha. Này xài củ hành nhiều quá em ha. Dạ. Củ hành để xào rồi anh. Xào bò rồi ha. Dạ. Mình thấy có cải ngọt. Cải ngọt. Dạ, bên em có mì xào, nuôi xào. Dạ, mình ăn chung với cải ngọt. Mì xào, nuôi xào. Dạ. Xà lách nữa nè. Dạ, bánh mì thường kèm với dưa leo cà rồi ha. Dưa leo cà, xà lách với đồ chua. Đây là nhà chua làm rồi. Hết luôn á. Cái chua này em làm luôn á hả? Dạ. Rồi pate là của mình ha. Dạ, pate nhà làm luôn. Rồi chả lụa em hả? Chả lụa, dạ. Chả lụa. Đây mình có bán nuôi rồi mì lên hả? Nuôi xào, mì xào. Bò. Bên em chủ lực là bánh mì chảo. Cái mỡ sốt cà chua. Đây là sốt tiêu xanh. Đó, dạ. Cái này là xíu mại mình nhà làm luôn dạ, hả? Dạ đúng rồi, xíu mại này nhà làm hết. Cái giường xíu mại cũng to ghê luôn. Dạ. Giờ em làm cái món gì cho khách vậy em? Làm bò trứng pate. Nguyên liệu này nọ là tụi em tự làm hết. Ba món à? Ba món. Một cái phần ba món. Phần ba món như vậy là bao nhiêu? Phần ba món là 45.000. Trứng ấp là. Cái này khách đặt dặn chín thì chín, còn nếu mà ăn, ăn sống thì vẫn để dạ, ra. Ấp la thì là sẽ làm khoảng ngày thì bò. Rồi hai chảo luôn. Hai chảo luôn bò. Bò này mình đã ướp qua rồi em ha. Đã tẩm ướp gia vị công thức riêng của quán. Đây là bò, dạ. Bò phi lê ha. Bò, dạ phi lê bò. Rất là mềm. Bò, trứng với lại pate. Ừ. Ba món luôn ha. Dạ, pate với nhà làm. Bò mình tẩm ướp. Rồi có một cái loại sốt đặc biệt nữa là sốt tiêu xanh. Tiêu xanh nó cũng theo công thức của quán. Sốt tiêu xanh đó ba mình làm luôn. Đúng rồi, là công thức của mình làm hết. Nhưng một số chỗ người ta làm khô. Còn mình ở đây đặc biệt thì là sẽ là sốt tiêu xanh là mình làm có cái sốt được trắng. Cho nên nó hơi lạ, hơi đặc biệt hơn những cái quán khác. Cho hỏi là em ở đây em mở cửa bán từ mấy giờ đến mấy giờ vậy? Bán từ 6 giờ rưỡi sáng cho đến 8 giờ tối. Mình đóng cửa. Cái thời gian rất là dài các bạn. Cho nên các bạn tới đây ăn cũng rất là thoải mái các bạn. Mình thấy phía trước đó là mình đậu xe cũng rất là thoải mái luôn các bạn. Các bạn có thể đến đây và ăn từ sáng tới chiều tối luôn nha. Món này rất là dễ ăn, ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, tối vẫn được hết các bạn. Rồi, sau khi cho bò vô xong thì mình cho sốt vô để cho nó đậm vị, nó dễ ăn hơn. Nó cay cay the the, sốt tiêu xanh thì đã cay cay the the. Đây là sốt tiêu xanh. Đó là công thức của ở nhà hết. Anh bỏ sốt nhiều quá lỗ không em? Ồ, sốt rất nhiều luôn. Cách tới đây thì rất là thích sốt. Tại vì nó nói chung là nó dễ ăn lắm. Nó hơi the the cay cay. Cho nên là nó rất là bắt chứ. Ăn rất là bắt, rất là thơm, ngon. Để một chút nó sôi lên luôn ha. Dạ, nó sôi cho nóng lên rồi. Xong mình mới bắt đầu cho pate vô. Nói chung nguyên liệu tụi em ở nhà làm hết.
Ba tê này mình làm luôn. Đúng rồi, ở nhà mình làm hết. Ta. Tất cả ba tê này nọ là nhà mình làm hết. Cho nên ai mà không ăn được ba tê cái mùi mà nó quá nồng mùi ghê thì sẽ tới đây mình sẽ ăn rất là dễ ăn. Coi như là cô chủ quán này tự biên tự diễn hết luôn. Nó rất là dễ ăn tại vì ba tê mình làm nó không có đậm cái mùi ghê lắm. Nó dễ tới thực chất cái dễ ăn hơn. Mình thấy cái phần này 45.000 là cũng quá nhiều đó các bạn. Dạ, này là ăn no từ sáng tới chiều luôn á. Cái bốc cái mùi là rất là thơm của gia vị và tiêu á. À, dạ, cái mùi rất thơm luôn. Rồi, xong. Thì mình nóng sôi lên rồi coi như mình đem ra một chỗ khách rồi đó. Một phần chỉ 45.000 nha các bạn. Dạ, nói chung mình bán cái giá bình dân. Rồi kèm bánh mì luôn hả? Dạ, bánh mì với rau kèm thêm. À, thành ra là thực khách giá bình dân nên mọi người tầng lớp thì có thể ăn được hết. À, rồi xong. Như vậy là phần 45.000 đã xong. Thôi là cái rế đẹp quá ha. Ồ, bánh mì cũng được nướng trước khi đem đi cho khách nha các bạn. À. Một công đó thì nó gồm có một phần ăn, một dĩa rau, đồ chua. Kèm thêm là bánh mì, dưa leo, xà lách, nè, đồ chua, nè, cà, nè, đủ thứ ha. Nguyên... À, những cái chảo để đựng trong những cái rế tre này rất là đẹp luôn các bạn. À, hay quá. Rau là không thể thiếu nha các bạn. Mình ăn kèm rau sẽ không có ngán. Đỡ ngậy cái dầu mỡ. Dạ, khách yên tâm tới quán em là thêm rau thoải mái nha. Rồi thêm được hả? Dạ được. Đây đồ chua cũng nhà làm luôn. Đây mình sử dụng bơ em hả? Dạ. À, cái mùi thơm. Quá thơm luôn các bạn ơi. Cái này là những cái nguyên liệu gây thương nhớ không đó nha. À, rất là thơm luôn. Rồi phần bò. Bò này mình đã ướp sẵn rồi ha. Dạ, bò còn bò phi lê. Con em là bò mới ra mỗi ngày luôn. Cái địa chỉ của mình ở đây là số mấy vậy? Dạ, 117 đường 37, phường Tân Nguyên, quận 7. À. Dạ, địa chỉ cũ của em là ở trung cư Tân Hưng á. Mà em mới dời qua đây được 1 tháng rồi. À, dời qua đây 1 tháng á em. Dạ, em bán được 7 tháng bên đó rồi. À, giờ em về đây. Ở bên đó thì bán cũng rất là đắt luôn nha các bạn. Rất là đắt, đắt khách đó. À, về đây thì mới 1 tháng thôi. Thì từ từ khách sẽ quen, khách sẽ tìm đến. Rồi xúc xích em ha. Một phần là một cây xúc xích vậy luôn đó. Dạ, đúng rồi, một cây xúc phần này ăn là no luôn á. Phần này có thể ăn 2 người. Phần này 8 món luôn. Quên lối về. Tới quán em là quên lối về luôn. Giờ này quên lối về mới mệt á. Phải có người đưa về. Coi 1, 2, 3, mấy món rồi? 5 hả? Dạ, 6 món rồi. 6 món rồi. Đây là sốt tiêu xanh của bên em. Dạ, anh chị nào thích ăn nó hơi cay cay the thì mình dùng món này được. Còn không ăn cay thì bên em có sốt cà chua. À, địa chỉ ở đây mình có sẽ chạy chữ trên video và các bạn sẽ xem trong phần mô tả của video nha các bạn. Mình có để luôn cái bản đồ chỉ đường, các bạn cứ bấm định vị và các bạn cứ chạy tới thôi, rất là dễ luôn. Bên em có trên app nữa, trên app GoCheck là Shopee Food. Dạ, hiện tại là bên em chứ lại ngày 4 tháng 4 là bên em có những chương trình khuyến mãi trên app, anh chị có thể lên trên đó. 4 tháng 4 này hả? Dạ đúng rồi, có một ngày thôi. Dạ đúng rồi, đó là chương trình của bên app với dành cho quán. Đây là ba tê của nhà làm. Quá nhiều món luôn. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 8, đủ. Đây là phần đặc biệt của em. 85.000 em ạ. Dạ đúng rồi, 85.000. Để cho nó sôi sùng sục xíu đó. Chị dùng cái món này là cái món gì vậy ạ? Cái món này là chị kêu là thịt bò với lại trứng với lại pate.
ngồi đây mình thấy bốc cái mùi rất là thơm. Có tiêu. Ở đây nó có cái sốt tiêu á, ăn rất là thơm, mà cái tiêu nó mềm á, ăn nó hòa quyện vô nó thơm, rất là ngon, bò rất là mềm. Mà bán phần thịt vậy là phần thịt bò này cũng nhiều nè. Ba tê là mềm, ba tê nó không có nghe nặng cái mùi gan lắm, mình ăn. Ủa chị có thường ghé đây ăn không? Có, cũng mời thường xuyên lại tới đây ăn. Trước khi chỗ cũ về đây chị có qua ăn không? Có qua. Mới biết chỗ này qua luôn hả? Bánh mì nóng giòn. Ăn kèm với có rau, xà lách, cà chua, đồng chua. Cũng đầy đủ quá ha. Leo. Phần là 45 ngàn, chuyện về là cũng... Giá cả về hợp lý không chị? Hợp lý. Đây thịt bò nhiều lắm. Trứng. Ở đây nhờ có cái nước sốt tiêu này nó thơm, mà cái tiêu nó rất là mềm, ăn nó hòa quyện vô. Nó cay cay mà nó thơm thơm. Rồi, chị dùng ngon miệng nha. Ở đây là quán chuyên về bánh mì chảo, rồi bán mì xào, nuôi xào đó các bạn. Thì ở trên bàn mình thấy có để sẵn là nước tương nè, nước tương Việt Hương luôn nha. Rồi chai tương ớt các bạn, rồi ớt ba chi, ớt này mà ăn hủ tiếu mì, ăn bánh mì kia rất là ngon và cũng rất là cay luôn đó các bạn. Bây giờ mình ngồi vào bàn và mình gọi món ăn các bạn. Các bạn cùng mình xem qua cái tờ menu của quán bánh mì chảo nha các bạn. Đây có những cái phần chia ra, phần 2 món, phần 3 món, phần 1 món, phần 4 món, phần 5 món. Rồi có mì xào, nuôi xào, mì gói nước. Rồi có cả bánh mì ổ luôn các bạn. Bánh mì chảo rồi bánh mì ổ luôn nha. Rồi có cái món mà đặc biệt là quên lối về, ghê thiệt. 8 món. Các món, một món như là, dù các bạn có thể gọi là hai trứng chả lụa bò hay xíu mại cá mòi. Các món, hai món như là các bạn xíu mại cá mòi hoặc là trứng kèm với xúc xích, xíu mại cá mòi bò hoặc là bò với xúc xích với xíu mại cá mòi. Rồi cái phần 3 món thì trứng ba tê cộng thêm những cái món bạn chọn thêm một món nữa. Cái phần 4 món thì hai món. Rồi 2-3 món rồi các bạn chọn thêm một món. Rồi phần 5 món cũng vậy, miễn sao đủ 5 món thôi các bạn. Cái giá cả ở đây thì mình thấy nó dao động từ tầm 20.000 cho đến những cái phần đặc biệt thì khoảng 70-75. Riêng cái phần đặc biệt 8 món, tại vì 8 món nó rất là nhiều luôn các bạn. Cái 8 món thì có trứng, ba tê, phô mai, xúc xích bò, cá mòi, xíu mại, chả lụa. Cái phần này là 85.000 là cao nhất đó các bạn. Ngoài ra thì còn có menu giải khác nữa nè. Ở đây cũng có đầy đủ các bạn, cà phê đen, đá nóng, cà phê sữa, ca cao, trà tắc, cam vắt, trà ô long, trà C2, trà bí đao, coca xá xị với ốc sting, nước giải khát cũng rất là nhiều, rất là đa dạng, cũng rất là phong phú. Dạ, hôm nay mình ăn gì anh? Chắc là anh để review cho hấp dẫn thì làm cho anh cái món mà quên lối về đi. Dạ, rồi lấy một phần đặc biệt lớn. 8 món hả ba? Dạ, 8 món. Đây có trứng, ba tê, phô mai, xúc xích, bò, cá mòi, xíu mại, chả lụa dạ, em ha. Dạ, đúng rồi anh. Rồi. Dạ. Rồi em... Có thêm nước gì không anh? Làm cho anh phần trà tắc cho em ha. Dạ, rồi. Chờ em xíu nha. Bây giờ mình làm cái chén chấm nha các bạn. Ở trên bàn mình có tương ớt nè. Một ít nước tương nha các bạn. Cho vào một ít ớt nha. Các bạn nào không ăn cay thì không có bỏ nha. Bởi vì cái ớt này nó rất là cay. Còn mình thì rất là thích ăn cay. Rồi ngồi chờ chút xíu thì cái món ăn của mình nó cũng ra rồi các bạn. Rất là thơm luôn, cái mùi sốt nó xông lên, cái mùi tiêu xanh các bạn, rất thơm luôn. Thì mình gọi cái phần đặc biệt này 8 món là 85.000 đó các bạn. Rồi mình gọi thêm cái trà tắc nữa. Cái trà tắc này thì là 15.000. Trong đây mình thấy trà rồi tắc rồi có cái hạt chia đó các bạn. Thật ra mình ở Mỹ về thì mình tới giờ mình vẫn chưa có quen cái thời tiết các bạn. Rất là nóng luôn, trời đang trở trời rất nóng. Và cái múi giờ mình cũng chưa quen nữa. Cho nên mình làm cái gì chút xíu mình hay bị mệt lắm. Mà trời nắng thì mình uống cái ly này mát lạnh luôn bạn. Rất là ngon luôn. Và nó chua chua. Rồi đây là cái phần 8 món của mình các bạn. Giờ mình đếm nha. Trong đây có viên xíu mại rất là to nè.
là một, rồi xúc xích nguyên một cây luôn nha, là hai món. Rồi ngoài ra trứng ốp la là ba món. Pate nó cũng rất là thơm các bạn. Quán tự làm luôn nha, là 4 món, cá mòi là 5 món, chả lụa là 6 món, phô mai là miếng phô mai đầu bò nha các bạn, là 7 món rồi. Rồi thêm cái bò phi lê nữa. Cái sốt tiêu xanh này nó rất là thơm các bạn. Bánh mì chảo thường có cái này, như là mình xào bò đó, với cái sốt tiêu xanh này thì rất là đặc biệt, rất là ngon luôn. Cái sốt rất là đặc biệt các bạn. Nêm nếm cái vị nó rất là vừa ăn, không có mặn nha các bạn. Và ngược lại cái tiêu rất là thơm luôn. Và tiêu mình nhai nó lận cận và nó the rất đã. Những người nào mà ăn cay được thì rất là ngon. Nhưng mà cái này mà em bé con nít ăn các bạn thì phải chú ý ha. Một thứ nhất là cái phần cái chảo nóng, và thứ hai là cái tiêu này có thể là cay cay thì em bé nhiều khi ăn không được đó các bạn. Cái món này thì ăn kèm có cà nha các bạn, rồi đồ chua nè, củ cải trắng, củ cải đỏ, dưa leo, rồi xà lách ha. Cái chén nước chấm mình pha chế. Bánh mì nướng lại nó sẽ giòn đó các bạn, nóng và giòn nữa. Bánh mì đặc rũa các bạn ha. Nên cái ổ bánh mì đó còn cũng nặng nặng á. Một miếng xíu mại các bạn. Cái nước sốt tiêu nè. Mình ăn kèm với lại dưa leo, xà lách đó các bạn. Nó đỡ đi cái vị ngậy của dầu mỡ ha. Trời đang nóng các bạn. Ăn cái dưa leo vô nó cũng mát lạnh nè. Đây cái phần xíu mại các bạn. Cho một ít sốt vào ha. Sốt tiêu xanh. Cái phần xíu mại này ăn với bánh mì cũng rất là ngon các bạn. Cái phần xíu mại nó mềm mại ha. Và cái vị ốp cũng rất là ngon. Kết hợp với tiêu xanh. Thì cái xíu mại trong này là như có là thịt xay nè các bạn, rồi giò sống á, nó tạo độ kết dính rồi và nó dai dai, và trong đây như là nó có mỡ các bạn, cho nên cái viên xíu mại nó cũng rất là béo luôn. Ăn rất bùi. Bánh mì thì đặc ruột và nó có cái độ giòn đó các bạn, về có nướng lại đó cho nó nóng và nó giòn nè. Cái nước sốt tiêu xanh này ăn cũng ngon đó các bạn, cho nên mình chấm với bánh mì ăn cũng hết ý luôn ha. Các bạn thấy cái miếng chả lụa đây cắt rất là dày luôn các bạn. Có tiêu rồi đó nè. Cái chả lụa thơm các bạn và nó có độ dai nữa. Cái này kết hợp với ăn cà với lại đồ chua nha các bạn. Các loại nguyên liệu thịt này các bạn thì mình kèm thêm một ít xà lách, rồi đồ chua, dưa leo, cà kia thì nó giảm đi tới độ ngậy của dầu mỡ, và mình ăn nó dung hòa lại cái vị động vật, cái vị mặn nữa. Ăn rất là hợp luôn. Cà nó chua đó các bạn. Thực cái món ăn của miền Nam mình thì rất là nhiều loại thịt trong một món, và cũng là rất là nhiều loại rau trong một món luôn các bạn. Cái sốt tiêu xanh này ghiền luôn, và nó có những cái hạt tiêu á, cắn lận cận rất là ngon. Và pate cũng rất là nhiều luôn các bạn. Mình cảm giác cái miếng pate mình ăn các bạn, nó tan ở trong miệng mình luôn các bạn ơi. Nó mềm, nó mịn á, rồi nó có mỡ, rồi có gan, có da rồi, cho nên nó rất là béo và nó thơm luôn các bạn. Cái phần trứng này mình thích ăn cái trứng nó lòng đào các bạn. Nó còn sống sống chín chín, ăn rất là ngon. Các bạn nào thích ăn như vậy, còn các bạn không thích muốn ăn chín thì các bạn nói bên quán sẽ làm chín trứng luôn cho các bạn. Xúc xích này là nguyên cây luôn nha.
cái phần xúc xích này mình nghĩ là nếu mà trẻ em ăn sẽ thích thôi các bạn. Thường mấy trẻ nhỏ nó rất thích ăn xúc xích. Trong đây 8 món đối với mình là rất là nhiều luôn các bạn. Thì mình ăn gọi cái phần đặc biệt chút xíu để mình review cho các bạn xem cho nó đủ thứ các bạn. Ngoài ra trong đây cũng có hành, tỏi cho nên ăn rất là thơm. Trong đây cũng còn cái phần rất là đặc biệt luôn nha các bạn. Cái phần bò phi lê, phần bò được cắt mình thấy cũng nhiều thịt bò các bạn. Và cắt cái miếng cũng rất là to luôn. Nó rất là mềm ha. Bò nó không có bị dai. Ăn cũng mềm mại và ớp tỏi này kia nên gia vị các bạn nên rất là thơm luôn. Rất là vừa ăn. Khi mình ăn chung với nước sốt thấm cái nước sốt tiêu xanh các bạn. Ăn cũng rất là hợp. Cái phần này là phần 8 món nha các bạn. Quên cả lối về 8 món. Nếu các bạn nào ăn ít hơn thì có rất là nhiều sự lựa chọn. Từ 1 món cho đến 4, 5 món cũng có ha. Mình thấy tầm tầm nếu bạn yếu yếu vừa vừa thì cũng cỡ 3 món là các bạn là cũng đã đủ no nê rồi. Quán này là trước thì bán ở chung cư Tân Hưng các bạn. Cũng không xa lắm á. Do cái điều kiện phải trả mặt bằng á. Cho nên về đây mới 1 tháng thôi. Theo lời chia sẻ của chủ quán đó thì khách cũng biết á. Từ từ khách cũng qua. Bởi vì mình đổi địa điểm các bạn thì phải có một thời gian thích ứng nữa. Nhưng mà quán bên kia bán cũng rất đắt. Cho nên cái lượng khách sẽ về đây từ từ sẽ về nhiều đó các bạn. Đúng ra mình gọi 8 món thì nó rất là nhiều luôn các bạn ơi. Còn nguyên cái cục phô mai nữa nè. Phô mai đầu bò nha. Ăn sẽ rất là béo nè. Cái phần phô mai đầu bò mình ăn kèm với bánh mì á. Béo vô cùng các bạn ơi. Tập này cũng có hành tây nữa. Cũng không quên ăn kèm với các loại rau. Các loại thịt, pate, chả các bạn. Rồi thêm cái phần cá mòi nữa nha. Ăn bao no luôn. Tám món trong này tất cả đều là những cái món mà ăn với bánh mì hết. Rất là hợp. Nó hòa quyện với cái nước sốt tiêu xanh đó. Cũng rất là ngon. Anh thấy là cái riêng cái phần 8 món này anh nghĩ nó rất là nhiều luôn anh. Và ăn có như là đúng như em đây quên cả lối về nữa. Nó bao no luôn. Rất là nhiều anh thấy cái phần tiêu xanh với cái phần pate của em nó ngon. Dạ, đúng rồi. Cái nước nó rất là vừa ăn pate nó anh đang vô tan trong miệng luôn. Rất là ngon. Bên em có app Shopee Food với lại Gojek. Dạ, hai cái app này thì em đang chạy rất là mạnh trên đó. Và khi khách hàng tới đây mua trực tiếp anh vẫn không đi, vẫn có hộp em đóng gói đàng hoàng. Vậy cũng rất là tốt ha. Và bánh mì đây thì mình cũng là nóng luôn, hâm nóng, nướng nóng hết cho khách hàng rồi, khách hàng mang đi. Từ bên đó em chuyển qua đây cái lượng khách chắc cũng phải bị giảm đi phần nào á. Giảm đi rất nhiều. Nhưng mà anh hy vọng là nó sẽ từ từ nó sẽ đông lên lại ha. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Cái món này rất là nhiều. Ngoài ra anh thấy em để mấy cái món mà ba món, hai ba món thì nó cũng rất là hợp lý. Đúng rồi, tại vì đo đối tượng, ăn ít hay ăn nhiều mình sẽ dùng cái đó. Cho người ta ăn ít hơn, hoặc là những cái phần mà không cay. Không cay thì có nước sốt cà chua. Dạ đúng rồi. Thì cho nít á, em bé á, có sốt cà chua đó. Dạ đúng rồi. Chẳng lẽ giờ anh thêm một cái nữa để làm sốt cà chua chứ. Dạ được, nếu được anh thử thì. Để bữa nào thì. Nuôi xào mì xào. Bữa nào ghé nuôi xào mì xào nít thích ăn với học sinh đi học em. Dạ. Này ghé mua mang đi chứ. Dạ. Ở đây thì được các em gần trường học, thành ra là tầm sáng với chiều chiều là học sinh sinh viên đi ngang rất là đông. Dạ. Bữa ăn cũng rất là ngon. Dạ. Thì hôm nào có dịp đi ngang anh sẽ ghé anh ăn. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Dạ, cảm ơn anh. Mình kêu cái phần đến 8 món các bạn để ăn review cho các bạn xem cho nó tăng thêm phần hấp dẫn á, chứ thật ra các bạn có thể ăn những cái loại ít hơn. 2-3 món cũng có. Các món đều rất là phù hợp để ăn với bánh mì. Thì nó tổng hợp vô trong đó luôn các bạn. Thì cái điểm này là nằm ở đường số 37 phường Tân Quy, quận 7 ở Sài Gòn đó các bạn. Ở Sài Gòn thì cũng có nhiều chỗ bán bánh mì chảo. Nhưng mà chỗ này ăn mình thấy cũng khá là ngon đó các bạn. Rồi mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mình chúc các bạn thật là vui vẻ, hạnh phúc nha. Các bạn nhớ đón xem những video tiếp theo. Mình rất cần sự ủng hộ của các bạn.
Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn các bạn video sau nha. Bye bye.